Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Và đến video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con xe tải Suzuki tải trọng 650 kg, thùng lửng. Con này thì sản xuất 2016, xe rất là zin, chạy được 31.000 km nha anh em. Xe mau cho anh em là xe không lỗi, chạy đúng chuẩn 31.000. Thưa xe là còn hết nha anh em, dự phòng thì chưa dùng, đây là mới cho nên dự phòng chưa dùng. Xi măng đó nha anh em, nên kéo ra kéo vô nên mấy cái này nó bị chốc rồi, anh em về kỹ thì anh em sơn lại. Tôi quay vào cái phần nội thất cho anh em xem. Đầy đủ nhất thì chỉ cần 31.000 km. Con này chỉ trang bị cho mình là quạt thôi nha anh em, không có máy lạnh. Hiện tại thì con xe này mình đang kêu giá là 165 triệu nha anh em. Bên mình bán thì sẽ bao hồ sơ cho anh em. Rồi anh em có nhu cầu xài xe Suzuki 650 kg thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0939529686. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.